Nè ăn đi con, ăn đi có sức học hành. Dạ con gặp nè. Ủa đâu có tôi đâu. Ông lớn rồi thì tự mà ăn đi chứ. Ăn đi. Chào mọi người, tôi tên là Bình. Như các bạn đã thấy đó, tôi là con một trong gia đình nên được bố mẹ rất là cưng chiều. Nhà tôi thì cũng được dạng khá bảo là tôi đẹp trai. Tôi đã nghĩ tôi chẳng cần phải bận tâm gì về 3 năm cấp 3 này. Cho tới khi tôi biết tới Nhi, cô nàng phải nói là nổi trội nhất trong đám bạn của tôi. Bình, mày được mấy điểm? Trên trung bình là được rồi. Tao cũng vậy nè. Trời ơi, bay cào quá à. Tao được 10 điểm luôn nè. À, sao điểm mày lại cao hơn tao hả? Ai cần 10 điểm như mày, tụi tao chỉ cần trên trung bình là được rồi. Đúng không Bình? Ừ, đúng rồi. Bình, mày có ghét đứa nào trong đó không? Có. Tôi không biết nói tên. Và tao thì ghét thằng tên là Quân. Mà mình xuống này nó cứ hay xếp toàn. Hồi trước á, thì cái dự kỳ á, nó chép bài khác. Mà nó cứ khoe là mình tự làm bài không. Còn lúc mà nó đánh cờ vua, tự nhận mình giỏi dữ lắm. Thế mà đánh với tao, nó đánh thua tao không à. Đừng, sau này mày có muốn làm việc gì không? Còn tao thì mày biết rồi đó. Do gia đình, hoàn cảnh gia đình nhà tao khó khăn, mẹ tao còn bệnh tật, lúc thăm, tốn rất là nhiều tiền. Còn các em của tao còn phải đi học nữa. Thế nên tao quyết định sẽ từ bỏ việc học đại học để học nghề sửa xe, sớm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Còn Bình, mày quyết định sau này mình sẽ làm gì chưa? Tao còn không biết nữa. Thôi mình đợi chủ đề khác đi. Chủ đề này rất rối quá. Thôi được. Hôm nay có một tựa game mới vừa phát triển này. Hả? Tao nghe nói nó hay gì lắm. Tựa game gì? Nó có tên này. Có phải là game Don Keeper không? Đúng rồi đấy. À, có phải từ game đó là mình thông thấu qua quá mà. Ngay cả thằng Đăng bạn mình mà nó cũng còn có ước mơ thì chẳng lẽ mình không có ư? Để nghĩ coi, mình thích làm gì giờ ta? Thứ duy nhất mà mình giỏi có lẽ là vẽ với thiết kế thôi. Không lẽ sau này làm kiến trúc sư hả? Mình chẳng thích nghề bác sĩ chút nào mà bố mẹ cứ ép. Tính ra làm nghề kiến trúc sư cũng có cái hay của nó. Vãi thật, điểm chuẩn gì tận 24. Coi bộ đỡ hơn ngành y rồi, nhưng mà điểm nó cũng khó phết. Thôi, kiểu này phải cố gắng mới học được. Có thế mới đạt được chứ. Bình ơi, xuống ăn cơm nè con. Dạ con xuống liền. Cả lớp điểm cuối kỳ vừa rồi của lớp chúng ta rất là cao ha. Đứng hạng tư của khối lận, cô rất tự hào về các em. Ê Bình, điểm ta hết không biết cô có ghi em tao không? Mà tao ráng quá à. Tại mày gà thôi. Quay đến chung dương mặt mình ha. Vì bạn từ hạng 15 đã cố gắng vươn lên thành hạng 3 của lớp mình. Các em cho bạn một tràng pháo tay nào. Chúc mừng mày nha, nghe nói mày có năng khiếu mà. Bình cũng đâu biết gì đâu Nhi, Nhi cùng hạng 2 lần mà. Tao thấy thường ngày mày học bình thường mà, sao giờ mày học giỏi quá vậy? Ủa, vậy là bạn mấy đứa học giỏi hết thôi mà tao học ngu à. Mẹ ơi, con vừa được dạy nhiều với bó tường ở trường đó. Con trai của mẹ giỏi quá. Đúng là con trai của ta, nhưng mà làm gì làm cũng phải tập trung một hành để trở thành bác sĩ như anh trai họ của con nhé.
Dạ con biết rồi. Dạ sau này con làm kiến trúc sư, con không muốn làm bác sĩ nữa đâu. Con có đâu ra cái suy nghĩ đâu mà. Thôi nghe đi cho bố. Bố con nói đúng đó, con đừng có cãi lời bố mẹ. Dạ con biết rồi ạ. À. Sao rồi, bây giờ mày đang nghĩ gì? Có thể tao chưa chắc, nhưng mà tao đã có một người còn riêng cho mình, đó là làm nghề kiến trúc sư. Tao cảm thấy tao có tài năng vào hội họa và kiến trúc, nên tao nghĩ tao sẽ học với ngành kiến trúc sư. Vậy hả? Tao cũng không biết nói gì thôi, nhưng tao nghĩ tao sẽ làm thầy để mày bước tiếp cho con được trên đường. Chúc mày may mắn. Cảm ơn mày nha. Bình ơi, xuống ăn cơm này con. Dạ con xuống liền. Uống nước đi mấy đứa. Chờ lâu quá muốn khô cả họng ha. Nhi à, nhân dịp 8 tháng 3, Bình tặng cho Nhi cái này nè. Cảm ơn nha. Vậy ghê. Vậy quà của bọn tao đâu? Hiến gì quà của bọn tao đâu? Bình không có tiền. Bây yên tâm đi, hôm nay tao tặng quà cho Nhi thôi. Còn bây giờ tao bao hết chúng mày. Chúng mày kêu gì cũng được. Chắc tầm mấy triệu ấy bà. Trời ơi, Nhi sướng quá vậy. Thằng này gì mà bừa bộn dữ vậy. Hả? Cái gì đây? Tại sao thầy mạnh để kiến trúc thế này? Lẽ nào nó muốn làm kiến trúc sư thật sao? Con về đây rồi biết tay mẹ. Còn gì lại còn ở đây nữa? Chưa dọn cơm ra nữa. Không rồi, xuống đi, tôi có chuyện nói với ông. Có chuyện gì bà nói đi. Thằng Ngực Tử này giờ tôi phải đánh cho nó một trận mới được. Mọi người cứ ở đây chơi đi, tôi đi vệ sinh một lát. Ơi nghe nè, tao nghe nói thằng Bình thích mày á. Mày có thích này đó không? Thôi mày nghĩ sao à? Tao đâu có thích nó đâu. Tao chỉ giả vờ chơi với nó để nó tưởng nó thích nó thôi. Chứ thằng như nó, ngoài cái giàu ra có được cái gì đâu. Hỏng của bọn mẹ. Bữa nó cho tao 100 ngàn để đổ xăng, còn nó lại không cần phải trả lại nữa. Ngu gì mà ngu không chịu được. Bữa tao mượn nó 500 ngàn mua cái AirPod, tao chưa kịp trả nó nữa, nó cho tao luôn mày. Trời ơi, tao mừng còn không kịp nữa. Ủa gì, nó ngu vậy luôn hả? Hay bữa nào á, tao mượn tiền nó, xong tao quỵt luôn được không? Hai đứa bay thâm độc lắm. Nhi, ai chết tiệt. Hóa ra trước giờ, kể cả Win nữa. Cái đống này là gì hả Bình? Chuyện này xảy ra bao nhiêu lâu rồi? Sao con có suy nghĩ như vậy? Dẹp ngay cho bố. Bố mẹ nói con sao mà giờ con như vậy hả? Nhưng đó là ước mơ của con, bố mẹ không được quyền ngăn cấm con mà lắm rồi.
Bình ơi Bình, con sao vậy Bình? Bình ơi, bà ơi, nó chạy ra. Dạ con chào hai cô chú ạ, con nghe nói bạn Bình về nhập viện, con học cùng lớp với bạn Bình ạ. Con là Đăng đúng không? Dạ. Bình nó chưa tỉnh nữa con ạ, nó đang chuyển nước biển ở trong kia kìa. Con không muốn nghe câu chuyện của bạn và con còn muốn chia sẻ cũng như là tâm sự cùng với cô chú ạ. Sau khi nghe con nói về ước mơ của mình là tìm hiểu về bản thân và biết được rằng mình có tài năng hiểu về ngành kiến trúc, nên mà em muốn chọn làm ngành kiến trúc sư. Trong khoảng thời gian đó, bạn ấy đã không ngừng tìm tòi và đã có đủ kiến thức để thực hiện hóa giấc mơ của mình. Cứ cô chú muốn bạn ấy làm bác sĩ nên mới hướng bạn ấy làm ngành y. Tuy nhiên, theo con biết được rằng nó nhớ trên thế giới này là có thể được thực hiện hóa giấc mơ của mình và nhận được sự ủng hộ của gia đình. Thế nên, cô chú đừng có ấy làm những điều mà bạn ấy không muốn. Cô chú cảm ơn con. Từ trước đến giờ chúng ta đã sai bà. Chúng ta không nên bắt ép nó làm những điều mà nó không thích. Giờ nó ra đồng lỗi như thế này, tôi ân hận quá. Thôi ông đừng buồn nữa. Dù sao việc cũng đã xảy ra như vậy rồi. Giờ chỉ mong sao con chúng ta được tỉnh dậy. Ông suy nghĩ nhiều dễ chết sớm lắm. Bố, mày bị điên hả Bình? Tao cho mày ăn học để rồi giờ mày làm cái trò này hả? Con. Ông làm cái gì vậy hả? Con nó mới tỉnh dậy mà ông. Ép con làm những điều mà con không thích, chắc con áp lực lắm hả Bình? Bác sĩ ơi, bạn con tỉnh rồi. Tình hình con trôi sao rồi bác sĩ? Anh chị bình tĩnh, hên đã đưa bé lên sớm. Con anh chị đã vượt qua cơn nguy kịch. 10 giờ anh chị lên lấy theo đơn thuốc này của bác sĩ, rồi chăm sóc và cho bé ăn uống đầy đủ hơn. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Đó, ông thấy chưa? Ông suốt ngày cứ chữa con cái, giờ làm cho con nó hành ra như vậy đó. Tôi biết rồi, bà về nhà nhớ tẩm bổ cho con nó đó. Ông cũng vậy, đừng có suốt ngày chửi mắng thằng Bình nữa. Con trai của mẹ nhớ đi học vui vẻ đó. Thưa mẹ, con đi học ạ. Chúc chàng kiến trúc sư trẻ của bố đi học vui vẻ nhé. Dạ bố, con đi học. Ê Bình, tụi mình đi chơi đây. Tụi mình ra căng tin đi. Thôi đi. Đừng trưng cái bộ mặt giả tạo đó nữa. Tao biết hết tất cả rồi. Chúng mày chơi với tao cùng chỉ vì tiền thôi, chứ không có tình bạn nào ở đây cả. Kể cả mày, người mà tao thích thầm bấy lâu nay, hóa ra cùng chỉ hùa theo để lợi dụng tao, rêu cho tao niềm hy vọng. Để rồi để tao nhận ra rằng tất cả chỉ là giả dối. Tao và bọn mày chấm dứt tại đây, không còn tình bạn gì nữa hết. Còn nữa, tao mong chúng mày đừng bao giờ đối xử tồi tệ với người khác. Ủa gì vậy? Đây Bình, bọn mình đi ăn kem Linh Chi Linh đi. Hóa ra xung quanh tôi còn có rất nhiều những người bạn tốt bụng như Đăng ấy. Vậy mà tôi không nhận ra. Tôi chỉ biết đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, mà không nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp. Có lẽ điều mà tôi cần làm bây giờ là tiếp tục tiến về phía trước, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn thử thách ở hiện tại. Vì bây giờ tôi đã không còn một mình mà còn có gia đình và cả bạn bè nữa. Ngày nay, học sinh không phải chỉ chịu áp lực từ việc học tập, mà còn phải chịu áp lực đến từ chính gia đình của mình. Cộng thêm vào đó là tác động tiêu cực khi chơi với bạn xấu. Có rất nhiều người vẫn lầm tưởng rằng những điều đó là không đáng kể, nhưng trên thực tế, nó có thể dồn ép một con người bước vào đường cùng và đưa ra những quyết định sai lầm.
Những bậc phụ huynh ơi, xin hãy quan tâm và lắng nghe con của mình hơn. Đừng bao giờ bắt ép con làm theo mong muốn của mình, mà hãy để chúng có thể tự do bay lượn theo cách mà chúng muốn. Hãy nhớ rằng, dạy con là hướng chúng tới những điều tốt đẹp, chứ không phải tạo ra bản thân mình ở phiên bản tốt hơn. Và chúng ta cần phải tỉnh táo hơn trong việc chọn bạn mà chơi. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa bạn và bè.